Tất nhiên trong cái buổi đầu tiên tôi sẽ cố gắng nói sơ qua về những cái điều các bạn cần thiết các bạn trước khi viết một ca khúc, ví dụ như vậy. Đầu tiên là giai điệu đúng không ạ? Và tiếp tục các bạn luôn luôn thắc mắc về việc là làm sao để viết một cái lời hay đúng không ạ? Làm sao để viết viết ca khúc thì viết lời trước hay viết nhạc trước hay viết cả nhạc cùng lời hay như thế nào đấy vậy đúng không ạ? Thì thực chất có một sự thật là các bạn có thể làm như thế nào cũng được. Đối với những người tất nhiên mỗi đối với mỗi cách viết thì nó lại có một cái ưu thế, một cái nhược điểm riêng, một cái ưu 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 điểm riêng. Thì ví dụ như khi các bạn viết nhạc trước thì hầu hết các bạn thấy rằng khi các bạn viết nhạc trước thì cái giai điệu thường rất là tốt đúng không ạ, cái giai điệu thường rất là tốt, nhưng sau đó khi bạn ghép lời vào thì sự tương đối khó khăn, đặc biệt là nhiều lúc sẽ xảy ra những việc gọi là cưỡng cưỡng ép cưỡng lời, ví dụ những cái dấu sắc thì trong khi giai điệu đi lên thì giai điệu lại đi xuống chẳng hạn, thì sẽ không thể hát được chữ đấy, ví dụ tôi có đúng không ạ, thì sẽ không thể hát thành tôi có được, câu chuyện đã rất là khác. Đấy là sự cưỡng ép về về chữ, về nốt, về cái điều đấy là một trong cái nhược điểm của việc là khi các bạn viết nhạc trước và lời sau. Tuy nhiên với những người có khả năng về lời thì các bạn hoàn toàn có thể 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 xử lý được cái nhược điểm đấy. Còn cái cách thứ hai khi các bạn viết lời trước thì nhạc sau, thì câu chuyện ở đây là khi các bạn viết lời trước nhạc sau thì nó có một cái ưu điểm ở chỗ là lời các bạn sẽ rất hay đúng không ạ, lời các bạn sẽ có sự trau chuốt, có những cái ý nghĩa ý tứ rất là nhiều, nhưng tuy nhiên các bạn sẽ phải đặt một cái giai điệu lên cái lời đấy, nhiều lúc nó cũng sẽ hơi khó khăn để tạo thành một cái giai điệu tốt khi mà mình phải phụ thuộc rất nhiều vào lời. Và câu chuyện là ở đây là các bạn sẽ phải xử lý công việc đấy như nào. Đầu tiên đó chính là việc các bạn sẽ phải có một cái form rất tốt cho ca khúc, sau đó sửa sửa cái giai điệu theo cái lời của bạn đã viết sẵn. Đấy là cách viết lời trước và nhạc sau. Tiếp theo cái một cách tiếp theo đó là cách các bạn để viết cả lời và giai điệu cùng một lúc. Thì cách này đối với thực chất là các bạn sẽ để ý thấy là khi các bạn hát thôi, khá là đơn giản, cái giai điệu một cái lời bạn tự phát ra nó đã là sự sự ngụ ý ở trong đấy rồi, và sau đó chúng ta trau chuốt nhớ dần nó. Đôi khi với một người có khả năng, một người có một cái tâm hồn tốt, một cái cảm xúc tốt, các bạn có thể làm được việc đấy, làm cái việc vừa vừa, vừa viết giai điệu vừa viết lời bên dưới cho cái giai điệu cho ca khúc đấy, nó hoàn toàn thành tạo thành một ca khúc tốt. Tất nhiên ở đây tôi không nói rằng là đây là cách viết tốt đúng không ạ, đây là cái tương đối tốt dành cho những người mà có thể khả năng ứng ứng tác tốt và cái khả năng về văn về lời tốt. Đấy là về thứ hai, đấy là tôi vừa nói về vấn đề lời đúng không ạ, và ý thứ ba là về về hình thức cho một ca khúc. Hầu hết chúng ta các bạn là những người có thể là học nhạc, có thể là không học nhạc, thì các bạn nghe thấy từ hình thức có thể thấy một cái gì đấy nó khá là xa xôi và cái gì đấy các bạn cảm thấy không hiểu, nhưng tuy nhiên hầu hết các bạn sẽ cảm thấy một điều rằng khi các bạn viết một ca khúc, do quá trình nghe, quá trình thói quen rồi tất cả các vấn đề trong một quá trình dài lâu, các bạn nghe nhạc, các bạn nghe một ca khúc các bạn yêu thích, nó đã vô tình ảnh hưởng các bạn, và khi các bạn viết nó sẽ tạo ra một cái hình thức giống như cái gì các bạn đã từng nghe. Thì tuy nhiên giống như việc hôm nay tôi ngồi đây và tôi sẽ thống kê lại và tổng hợp lại cho các bạn một số các hình thức chủ dành cho ca khúc mà các bạn không để ý, nhưng thực chất hình thức của ca khúc sẽ có một số cái hình thức cơ bản mà các bạn thường nghe và thường thấy.